Chào mừng các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Khanh Channel. Đây là kênh mà Khanh sẽ chia sẻ cho các bạn và các anh chị về những món phụ kiện hay hay dành cho xe ô tô. Hầu như anh chị khi mà sở hữu xe ô tô thì ai cũng mong muốn chiếc xe của mình nó đầy đủ những cái tiện ích để hỗ trợ cho gia đình của mình ha. Thì không phải là mình muốn là được các bạn, tại vì có những cái dòng xe nó cũng chưa được trang bị đầy đủ những cái món phụ kiện mà mình cần. Thì sẵn tiện trong cái video ngày hôm nay, Khanh cũng sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn và các anh chị một cái món phụ kiện Khanh nghĩ là nó cũng cần thiết cho các bạn và các anh chị khi mà đi xe ô tô. Ngày hôm nay thì Khanh sẽ giới thiệu chi tiết một cái bộ cấp điện đến từ thương hiệu Perfect Car dành cho xe VinFast VF5. Khanh sẽ mở hộp ra cũng như là sẽ chia sẻ với các bạn cái bộ cấp điện này nó có những cái món phụ kiện gì đi chung bên trong cái bộ cấp điện ha. Còn nếu mà các bạn và các anh chị nào mà muốn trang bị cho xe mình những cái món phụ kiện gì đó các bạn và các anh chị cần á, thì hãy liên hệ số hotline của Khanh. Khanh sẽ để góc hình ở trên. Các bạn gọi cho Khanh và Khanh sẽ tư vấn cho các bạn và các anh chị cụ thể về những cái món phụ kiện mà anh chị đang cần ha. Khanh cũng đã chuẩn bị một cái bộ cấp điện đến từ thương hiệu Perfect Car. Thì bây giờ Khanh cũng sẽ mở hộp ra và chia sẻ cho các bạn và các anh chị chi tiết. Đây các bạn, nhận diện về cái dòng cấp điện đến từ thương hiệu Perfect Car. Đây, Khanh sẽ mở hộp ra và chia sẻ cho các bạn ha. Xem thử là nguyên một cái bộ cấp điện á, khi mà mình lắp cho xe thì nó sẽ bao gồm những cái món gì ở bên trong cái bộ cốp. Thì đối với cái bộ cấp cơ của mình á, sẽ có hai cái ti cơ nhỏ thôi các bạn. Thì khi mà các bạn và các anh chị nâng cấp lên một cái bộ cấp điện đến từ thương hiệu Perfect Car dành cho xe VinFast VF5, thì nó sẽ thay thế hai cái ti cơ của xe bằng hai cái ti điện như thế này. Đây là một cái bộ cấp điện hoàn toàn là thay thế mới, cho nên là các bạn và các anh chị yên tâm về cái việc là không có đục đẽo cũng như là độ chế gì trên cái xe của mình. Và nó cũng sẽ không có ảnh hưởng tới hệ thống điện của xe nha các bạn. Tại vì nó sẽ đi một cái đường dây đến trên hộp cầu chì tổng của mình, là một cái đường dây riêng biệt, không có ảnh hưởng tới hệ thống điện của xe. Đó các bạn và các anh chị thấy nè, khi mà các bạn thay thế một cái bộ cấp điện đến từ thương hiệu Perfect Car thì nó sẽ thay thế hai cái ti cơ thành hai cái ti điện như thế này ha. Tất cả những cái hệ thống dây nhợ khi mà chúng ta lắp cái bộ cấp điện này á cũng đều là jack. Các bạn và các anh chị cắm jack hết, không có phải đấu dây, cho nên là các bạn và các anh chị yên tâm về cái hệ thống điện của xe, không ảnh hưởng bảo hành luôn. Rồi, khi mà nói đến cái bộ ti á, thì thêm một cái hộp nữa, thêm một cái thiết bị nữa các bạn. Cái hộp này là cái hộp điều khiển, cái hộp tổng điều khiển cho cái đóng mở cốp của xe của mình ha. Đây, đây là một cái hộp tổng nè, để điều khiển hai cái ti đóng mở cốp. Đó. Rồi nó sẽ có những cái món phụ kiện đi theo nữa. Tiếp theo nữa là các bạn có thể thấy là khi mà xe của mình là xe nguyên bản á, là cái bộ cấp cơ thì nó sẽ không có cái motor để mà kéo đóng cốp được. Thì khi mà các bạn lắp nâng cấp một cái bộ cấp điện thì nó sẽ có một cái ổ khóa trang bị theo cái motor luôn, để kéo cái cốp đóng lại nó rất là nhẹ nhàng ha. Sẽ có những cái món phụ kiện đi theo. Thêm nữa là những cái hệ thống dây điện, những cái đường dây điện để khi mà các bạn, các anh chị đi nè. Thêm nữa là ở đây thì sẽ có, để Khanh xé ra. Ở đây các bạn, nó sẽ có công tắc. Công tắc. Đây, sẽ có một cái công tắc ở phía sau cốp á. Các bạn và các anh chị sẽ lắp một cái công tắc như thế này, như zin vậy đó. Chúng ta sẽ lắp ở phía sau cốp để bấm mở cốp và đóng cốp ở phía sau cốp ha. Đây. Rồi. Thêm nữa là các bạn sẽ có thêm một cái nút đóng mở cốp ở ngay ghế tài nữa. Đối với xe VinFast VF5 á, thì chúng ta sẽ có một cái nút đóng mở cốp. Nó sẽ lắp ở khu vực ở ngay ghế tài như thế này nè. Đó. Cái này thì Khanh để như thế này cho các bạn và các anh chị dễ hình dung. Có nghĩa là khi mà các bạn và các anh chị lắp cái bộ mở cốp này đến từ thương hiệu Perfect Car á, thì khi các bạn ngồi ở hàng ghế tài, các bạn cũng có thể chủ động được cái việc đóng mở cốp. Mình đang ngồi ở đây nhưng mà người nhà của mình muốn mở cốp sau lên để bỏ đồ á, thì các bạn có thể ngồi ở đây, các bạn bấm để mở cốp phía sau lên để đồ vào. Đó. Thì tổng thể trong cái bộ này là nó còn có những cái thiết bị đi theo, những cái bát ngàm đi theo á, là hoàn toàn như zin hết nha các bạn, coi như là mình thay mới á, mình không có đục đẽo gì trên chiếc xe hết. Đó. Ở đây thì sẽ có trang bị thêm một cái mũi khoan nhỏ như thế này, để chúng ta khoan ở vị trí này để lắp một cái nút bấm đóng cốp mở cốp đối với những cái xe mà chưa có cái nút chờ sẵn. Còn đối với những xe mà có nút chờ sẵn như thế này á, thì các bạn chỉ việc lắp vào đây thôi, chúng ta không có cần phải khoan một cái lỗ ở đây ha. Đó.
Thì tổng thể trong cái video này Khanh cũng đã chia sẻ cho các bạn và các anh chị một cái bộ cúp điện đến từ thương hiệu Perfect Car dành cho xe VinFast VF5 rồi. Còn nếu mà các bạn nào quan tâm thì hãy để lại bình luận bên dưới video này, hoặc là các bạn có thể liên hệ số hotline của Khanh ở trên góc màn hình, Khanh sẽ tư vấn cho các bạn và các anh chị. Ngoài ra đối với một cái bộ cúp điện á, thì nếu mà các bạn và các anh chị muốn trang bị thêm một cái tính năng nữa rất là cực hay luôn á, đó là đá cốp. Các bạn và các anh chị có thể lắp thêm cái bộ đá cốp nữa để khi mà các bạn chỉ cần đưa cái chân nhẹ vào cái phần cốp bên dưới là cái cốp sẽ tự động đóng mở, nó rất là nhẹ nhàng và êm ái. Chúng ta trang bị một cái bộ đá cốp thêm nữa thì nó giúp cho tổng thể một cái bộ đóng mở cốp bằng điện á, lắp cho xe VinFast VF5 trở nên sang trọng và đẳng cấp hơn, cũng như là cái việc đóng mở cốp, các bạn và các anh chị có thể chủ động được cái việc đóng mở cốp trở nên dễ dàng hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các anh chị trong những cái video tới. Xin chào và hẹn gặp lại.